Nghe câu thần chú của tao mà học nghe. Dạ. Nhưng mà trước khi á, bắt tần số của tao á, là phải cười. Dạ cười sao sư phụ? Rồi vậy xong rồi giờ đi hả sư phụ? Chưa, còn hai câu thần chú nữa. Chuẩn bị nha. Cái tay để vậy nè. Dạ. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi sư phụ, con mừng quá. Sư phụ cái gì? Tôi đang tắm mà. Trời ơi, tôi quên không kịp cái khăn này kể như tiêu đề trai tôi rồi. Sư phụ uy tín thiệt ha. Con kêu một lần là sư phụ xuất hiện liền à. Barobaka barobaka ba chuột. Trời ơi, rời ruột tôi. Nào chơi gạt giò vậy? Cái gì vậy? Ủa, sư phụ. Hả? Gì ông ngoại? Trời ơi, chạy. Chạy gì? Trời ơi, cái thằng to con lắm, anh lại nó quýnh chết á. Lẹ đi sư phụ. Sư phụ làm cái gì vậy? Dạ. Sao đời tôi khổ quá vậy trời? Tôi đang ăn mà. Để cho tôi ăn chứ trời đánh còn tránh bữa ăn. Làm gì kêu tôi lúc ăn vậy? Thức ăn của tao đâu? Con đâu biết. Thôi rồi, nó còn dướng đâu trên mây. Chết tôi rồi. Sư phụ. Thức ăn của tôi. Sư phụ đừng buồn sư phụ. Trời ơi, chết tôi rồi. Bao nhiêu năm mới ăn được biết tao hổ. Tội nghiệp quá. Bây giờ làm gì nè? Con ăn rồi làm việc sư phụ. Ăn cái gì? Nó nhiễm. Dạ. Nó nhiễm trùng sao ăn? Ha. Dạ. Đứng lên.